Dạ em mến chào cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình Tìm Kiếm Người Thân. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì trước mặt quý cô chú anh chị đây là hình ảnh của một người cha đến từ Biên Hòa Đồng Nai. Hôm nay anh trai về Bình Dương để nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm con, thì câu chuyện tìm con như thế nào? Em xin kính mời tất cả quý cô chú anh chị hãy cùng lắng nghe theo dõi hết video này. Dạ em xin phép xin mời. Dạ em xin phép chào anh trai nhé. Dạ. Anh trai có thể giới thiệu anh trai tên là gì? Em là Nguyễn Văn Đạt. Anh Đạt ha? Dạ. Anh Đạt là đến từ Biên Hòa Đồng Nai đúng không ạ? Dạ. Hôm nay là anh về nhờ tìm con. Dạ. Con anh tên là gì? Con em là Nguyễn Ngọc Hồng Vân. Nguyễn Ngọc Hồng Vân. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi anh? 14 tuổi. 14 tuổi. Em mời anh chia sẻ con nhà mình bỏ đi như thế nào? Xin phép mời anh. Dạ, hôm trưa ngày mùng anh hơi lớn này xíu nhá, anh hơi lớn này xíu giúp em. Ngày mùng 10 tháng 12 cháu có nói là xin đi học nhóm với các bạn. Nhưng mà đi từ hôm đó nay không có về. Rồi gia đình cũng đi kiếm mà chưa thấy cháu ở đâu. Mong là nhờ anh em là tìm kiếm giúp để cho cháu về với gia đình. Con nhà mình bỏ đi cụ thể là ngày mùng 10 tháng 12. Hôm nay là anh biết là ngày bao nhiêu không? Ngày 20 tháng 12. 10 ngày rồi. Dạ. Cái sự việc này anh đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Dạ chưa. Có lý do gì mình chưa trình báo? Tại thấy cháu nó hay mấy hôm nhắn tin cho bạn bè là bảo là sẽ đi vài ngày cho nó khuây khóa rồi sẽ về. Nên là gia đình cũng chưa kịp báo công an. Trước khi đi bé có đem theo phương tiện quần áo gì không? Không, có đi một chiếc xe Vision màu đen. Ôi trời đất ơi, 14 tuổi đi xe Vision màu đen. Xe dạ. Của ai? Xe của vợ. Ôi. Là bé tự lấy đi hay là nhà mình giao cho bé đi? Nó khi trước khi đi có hỏi qua mẹ. Là mẹ vẫn đồng ý luôn. Dạ. Trời ơi. Trước cái ngày mùng 10 tháng 12 á, anh chị có la dạy gì bé không? Dạ không. Bé có dấu hiệu gì bất thường không? Có mấy hôm mấy lần thấy có quen bạn trai ấy, lung tung ấy mà nên là nhà cũng có nói là bây giờ đang học cái thì thôi đừng có quen bạn ấy, nó chỉ chơi bạn bè thôi. Rồi yêu đương thì từ từ sẽ yêu đương sau. Bé 14 tuổi là bé đang học lớp lớp 9, hiện tại là dừng học 10 ngày rồi. Dạ. Trong quá trình 10 ngày trời thì anh tìm con anh ở nơi nào rồi? Tìm khắp cả ở Biên Hòa. Có tin tức gì không ạ? Không có tin tức gì mà có thế là nhắn tin cho bạn. Cho bạn thôi chứ đâu có nhắn tin cho gia đình. Không. Gia đình đâu có liên lạc được. Dạ. Đúng ra là con bỏ đi 2 ngày, 1-2 ngày là mình phải trình báo cơ quan chức năng rồi. Nhá. Dạ. Sau ngày hôm nay anh về nơi hiện tại anh đang sinh sống, anh trình báo cơ quan chức năng. Dạ. Bởi vì bé nhà mình là 14 tuổi chứ không phải là 18 tuổi. Dạ. Nếu mà bé 18 tuổi thì bé đủ tuổi trưởng thành, là cái quyền của bé đi đâu là quyền của bé thôi. Dạ. Nhá. Trong quá trình mà trước ngày mùng 10 á, thì con gái nhà mình có sử dụng điện thoại nhiều không? Có sử dụng điện thoại nhiều. Lên các trang mạng không ạ? Có lên trang mạng nhưng cách đó một vài ngày là có bị mất điện thoại. Ồ, mất điện thoại gì anh? Điện thoại Samsung. Điện thoại đấy là gia đình mình mua cho bé với mục đích là cho bé học online đúng không ạ? Dạ. Bé về bé nói sao? Thì từ hôm mất điện thoại thỉnh thoảng là có mượn điện thoại của ba mẹ thôi. Từ hôm đi ấy là không có điện thoại xài nữa, thỉnh thoảng chắc mượn điện thoại của bạn này, có lên mạng. Có bao giờ anh về anh thấy con mình nhắn tin hoặc gọi điện cho bạn khác giới trên mạng xã hội không? Có. Có à? Trước kia thì con nhà mình bỏ đi lần nào như vậy chưa? Dạ chưa. Chưa ha, lần này lần đầu tiên. Dạ. Khi đi thì có, khi đi là hôm đấy là đi học đúng không ạ? Có xin phép là đi học thêm. Đi học thêm. Và xe thì bị hư gì đấy đúng không? Dạ. Với một xe Vision của bà xã anh. Dạ. Đúng không? Vậy là bây giờ số điện thoại của con nhà mình là gọi không có được. Dạ. Còn Zalo, Facebook con lướt thấy con nhà mình lên không? Có lên nhưng mà chỉ có bạn, có một bạn được coi. Còn được gia đình là chặn hết. Chặn hết. Dạ. Oh. Anh đang lo sợ nhất con mình sẽ gặp điều gì? Không biết bây giờ nó có bị làm sao không mà sợ nó bị cho bạn bè này hư hỏng. Ngoại hình của con mình cao 1 mét mấy ạ? Cao 1m6. 1m6 là cao đấy. Dạ. Nặng bao nhiêu cân? 44 cân. 44 cân cũng là tương đối rồi đấy. Dạ. Con nhà mình thường thường có ăn mặc trưng diện không? Cũng bình thường. Bình thường ha. Tất cả các mối quan hệ bạn bè của con gái nhà mình thì anh có nắm bắt được không? Dạ, cũng đã hỏi hết qua các bạn rồi. Nhưng mà bạn nào cũng nói là không biết. Không liên lạc được, không. Dạ. Biết ha. Trên cái video này anh có điều gì anh muốn tâm sự nhắn gửi tới con của anh để hy vọng rằng bạn bè hoặc là con của anh có xem được video này để con gái anh sớm quay trở về
đoàn tụ với gia đình và tiếp tục con đường cấp sách tới trường. Thì xin phép mời anh. Gia đình em cũng nhờ trang mạng xã hội với tất cả các anh em bạn bè, nếu có thấy cháu ở đâu thì khuyên bảo cho cháu về nhà với gia đình để cho bố mẹ không phải lo lắng nữa. Cháu ở đâu thì cũng phải liên lạc về cho gia đình biết hiện tại cháu đang ở đâu. Anh trực tiếp anh nói chuyện với con anh đi, gọi thành con ra anh nói chuyện đi. Giờ con có đang ở đâu thì anh liên lạc về cho gia đình để cho gia đình biết bố mẹ đang rất là lo lắng cho con. Anh có sợ rằng con của anh năm nay mới 14 tuổi, bé chưa từng biết gì ngoài đời, chưa từng va chạm ngoài xã hội. Dạ. Có sợ rằng lần này con anh đi 10 ngày trời đã bị sập bẫy của những đối tượng xấu không? Dạ, cũng gia đình cũng đang rất là sợ. Sợ không ạ? Dạ. Ngoại hình bé có giống trong ảnh không ạ? Dạ, mặt giống. Bé dễ thương như vậy không ạ? Dạ. Chính vì cái điều đó mà rất sợ rằng là bé sẽ bị gặp phải những đối tượng xấu, có thể rằng là ép buộc khống chế làm những công việc nhạy cảm vi phạm pháp luật. Dạ. Điều đó có thể xảy ra. Dạ. Trong suốt quá trình thời gian vừa qua anh có theo dõi các báo chí truyền thông đăng tải về việc nhẹ lương cao không? Dạ có. Có rồi đúng không? Dạ. Anh có về anh có truyền tải cho con em mình không? Dạ có. Có. Có truyền báo nó rất nhiều. Và lần này cái lý do đi thì anh không biết là lý do chính là con gái bỏ đi vì điều gì. Dạ. Và anh khẳng định rằng 100% là không phải giận ba mẹ. Dạ. Đúng không ạ? Là ba mẹ không có la dày gì bé. Dạ. Về cái mức độ tình trạng học tập của con anh thì anh thấy như thế nào? Học tập có tốt không? Trước đây cháu vẫn học bình thường cũng được, nhưng mà khoảng 3 tháng về đây là không biết quen yêu đương gì đó mà cháu học nó sa sút đi rất nhiều. Gọi là quen yêu đương đó là mình chỉ nghe thôi chứ mình chưa có thấy tận mắt đúng không ạ? Dạ. Hy vọng rằng con gái xem được video này thấy ba của con lặn lội từ Biên Hòa, Đồng Nai, một quãng đường rất xa để về đây nhờ các chú, các anh đội sĩ quan Thanh Hải Bình Dương đi tìm con. Thì hy vọng con đang ở đâu đó còn hãy nhanh chóng quay trở về đoàn tụ với ba mẹ và tiếp tục con đường cấp sách tới trường. Bởi vì nếu mà bây giờ con mà vì một cái phút ham chơi, ham vui mà con bỏ gia đình, con bỏ học, con bỏ tương lai thì thật sự đó là một điều đáng tiếc. Còn tới giờ phút này mà con lỡ đi rồi, mà con bị những cái đối tượng nào khống chế ép buộc không cho con về, thì con hãy thật bình tĩnh. Lập tức con tìm đủ mọi cách để con liên hệ về với số của các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương qua số điện thoại 0913785858 để các chú có cách có hướng ngồi bàn bạc với gia đình để đưa con về một cách an toàn nhất. Còn con mà giờ phút này mà con giận hờn gia đình hoặc con vì một cái chuyện gì buồn mà con bỏ đi để cho khuây khỏa thì chú hy vọng rằng con gái hãy nhanh chóng quay trở về, bởi vì bên ngoài không hề đơn giản như con tưởng tượng và con nghĩ con gái nhá. Còn những đối tượng nào, những ai đó mà đang giữ bé, dụ dỗ bé, khống chế bé, thậm chí đã và đang có ý định gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng với bé thì hãy nhanh chóng đưa bé quay trở về đoàn tụ với gia đình. Còn nếu cố tình ngoan cố mà vẫn ép buộc khống chế gây ra cho bé một cái hậu quả gì nặng nề thì chắc chắn rằng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì bé năm nay mới 14 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Gia đình nhà mình ngay lập tức hôm nay về trình báo cơ quan chức năng công an, không để chậm trễ nữa. Yeah. Nhá. 10 ngày là quá chậm trễ rồi. Yeah. Nhá. Trình báo liền cho em nhá. Yeah. Dạ thưa cô chú anh chị, thì đây lại tiếp tục là một cái sự việc một người cha lặn lội ở Biên Hòa về Bình Dương nhờ anh em đi tìm kiếm con gái. Và đặc biệt rằng trong câu chuyện này là bé năm nay mới 14 tuổi. Thì em rất hy vọng rằng tất cả cô chú anh chị xem video này hãy chia sẻ lan tỏa mạnh mẽ và để hy vọng một ngày gần nhất là bé gái sẽ sớm quay trở về một cách an toàn nhất để đoàn tụ với gia đình và tiếp tục con đường cấp sách tới trường. Và nếu cô chú anh chị có thấy bé trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đưa bé quay trở về nhà một cách an toàn nhất. Cái sự việc của anh thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận. Yeah. Giúp anh hoàn toàn miễn phí anh nhé. Yeah. Không riêng gì anh, tất cả mọi người về đây đều giúp miễn phí. Yeah. Hôm nay anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích là tìm con gái nhà mình đúng không ạ? Yeah. Thì anh có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội không? Dạ có. Cuối video này em không biết nói gì hơn, chúc cho anh, chúc gia đình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con gái sẽ sớm quay trở về một ngày gần nhất anh trai nhé. Dạ. Em cũng xin cảm ơn tất cả mấy anh. Bây giờ hiện tại bây giờ là hơn 11 giờ. Dạ. Thì đầu giờ chiều. Dạ. Bắt đầu công an làm việc. Anh về thì tới Biên Hòa là đúng giờ đấy. Dạ. Anh đi trình báo liền cho em nhé. Dạ. Rồi em xin phép chào anh nhé. Dạ. Dạ, dạ. Chào.